hai phần thôi, em làm cho anh hai phần hoặc là ba phần. Đầu tiên về danh mục này, hiện tại thì danh mục thì em bán những cái danh mục gì thì em sẽ nhập vào đây cho anh. Đây là cái icon thì em icon thì ta thường cứ nhập vào thì vậy nhá. Ví dụ tên danh mục này, ví dụ như giày thể thao hay gì đấy đấy, sau đó thì em cái Meta với Gibson này em nhập giống nhau cho anh được đấy. Danh mục đã tồn tại, ok đấy, thì thành công nhá. Em nhập khoảng tầm 5 hoặc 6 cái danh mục thôi. Tiếp theo là một sản phẩm, thì em nhập càng nhiều càng tốt. Đấy. Em nhập thì em phải nhập cho nó dựng, tức là em chọn một cái website nào đấy, xong em lấy dữ liệu ở trên website bên đấy về em nhập. Đấy. Thì đầu tiên là tên tên sản phẩm này, ví dụ tên sản phẩm, xong là mô tả, thì nhập cho anh tầm 180 ký tự nhé. Đây là nội dung này, nhập nội dung ở đây, nội dung. Còn cái meta này thì em cứ copy tiêu đề giống như tiêu đề đây, mô tả là mô tả đây. Chọn loại sản phẩm này, thì sản phẩm nó thuộc loại danh mục gì nhập vào giá, nhập giá thôi. Khuyến mại ở đây là nhập từ 1 đến 100 thôi nhé, nhập nó là đơn vị phần trăm mà số lượng nhập lại. Sau chọn ảnh, sau chọn một cái ảnh bất kỳ. Sau ví dụ như thi thoảng thì em chọn một số sản phẩm, mình cứ chọn nổi bật hoặc không nổi bật được thì em cứ lúc chọn lúc không nhé. Nhập khoảng tầm 20 cái sản phẩm đấy, đấy thì em thêm thành công thôi. Đây là khi thêm thành công thì nó sẽ có đây này đang fail. Đấy, thêm thành công. Đây thì sản phẩm nó sẽ hiển thị ở đây. Đây sản phẩm nổi bật. Đây ví dụ như em nhìn thấy nó cái sản phẩm này nó không nổi bật nên nó không được hiển thị ra nhé. Thì anh bỏ đi một cái này. Thì ở đây thằng này nó sẽ được hiển thị ra. Đấy, nó hiện tại đây. Ví dụ như em mà thêm nó không đẹp ấy, không đều ấy thì nó sẽ bị chênh ấy, thì thêm dữ liệu cho nó nhiều vào, thêm cho đẹp vào. Sau đấy thì ví dụ như nhìn ra ngoài thì có thể anh sẽ điều chỉnh lại một chút cái giao diện cho em. Đây nha, nhắc lại nha, thêm vào mục danh một sản phẩm này, thêm vào sản phẩm này. Còn chỗ bài viết thì ở đây em có thể thêm một vài bài, thêm tầm 3 4 bài thôi, 3 bài thôi, bài viết thì thêm 3 bài thôi.